Sau đây là kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7, 8. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 1, 1, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 1581 6053 1710. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 3169. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 00380 30307. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 62711. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 10996. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 55493. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 55493.